Hãy nghe tôi hát đã đến vòng thi được chờ đợi nhất của các mùa thi, vòng chung kết. Ba tiếng hát xuất sắc nhất đã vượt qua nhiều thử thách ở các vòng thi trước sẽ cùng nhau tranh ngôi vị quán quân. Đêm chung kết 1 sẽ là một cuộc tranh tài đầy thú vị, được thể hiện như một chuyến hành trình âm nhạc từ Bắc vào Nam. Nghe con chim cúc cu kia nó hót lên một câu rằng: có một nàng ở trong rừng, tìm trong rừng, kiếm trong rừng chiếc khăn piêu. Còn đâu đây tiếng vì mà ngỡ con tàu vô sông bờ xa, nghĩ non sao tiếng nhạc kêu chiều. Buồn làm chi em ơi, xót xa xin gửi lên trời. Đón xem Hãy Nghe Tôi Hát đêm chung kết mùa thứ 6 vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 1 tháng 6 năm 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ sáu ngày 2 tháng 6 năm 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 2.